Ok, hello anh em. Chào anh em trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình có một con xe có thể nói là được mệnh danh là huyền thoại của cái giới xe đương đại hiện nay. Đó là con siêu phẩm. Siêu về công nghệ, siêu về thiết kế, cũng như là siêu về cái giá thời điểm hiện tại luôn anh em. Thì con này là con Kawasaki Ninja H2. Đây là bản 2023, bản carbon. Thì như anh em đã biết rồi, cái con này mà nếu mà zin á thì nó chỉ có được cái mặt nạ carbon thôi. Còn cái con này là đã đổi rất là nhiều rồi anh em thấy không? Đây full từ trước ra sau anh em coi nè, đồ chơi là chi chít luôn, chằng chịt luôn. Và nó được phối những cái món đồ chơi rất là hài hòa về màu sắc nè, cũng như là bây giờ mình sẽ đi thẳng vào ha, tại vì con H2 thì em quá quen thuộc rồi đúng không? Nếu mà nói về động cơ thì nó xài Superjet, đây là công nghệ đặc biệt nhất. Anh em sẽ không tìm thấy được bất cứ một con xe sport nào trên thị trường, có thể là xe thương mại thôi, sở hữu cái công nghệ này. Thường thường là i4 nè, rồi Rotland nè, máy V, rồi một số cái công nghệ cũng có thể nói là phụ trợ thôi cho động cơ thôi. Còn nói về công nghệ tối ưu sức mạnh của xe thì Superjet là cái động cơ có thể nói là khủng khiếp nhất đối với một con xe máy. Bây giờ mình sẽ đi thẳng vào cái vấn đề những cái món đồ chơi đổ trên xe đi ha. Tại vì H2 thì anh em quá quen thuộc rồi đúng không? Nhìn sơ qua là mình đã biết được cái những cái món đồ chơi trên xe đắm vào mắt mình nè. Thứ nhất nè, anh em coi ở đây mình có bên đạp nè ha. Và cái sự chỉnh chu của con xe này đấy, thấy không? Từng cộng dây dầu bấm nè, phối màu rất là hài hòa. Đó, ốc nè, ốc nhìn cũng rất là đặc biệt nha. Những ốc này là ốc custom. Đó. Đây, ở đây nó có một cái miếng nhôm. Cái này là người ta CNC cái bát chuyển cái thế ben lại, tại vì ben đổ nó sẽ không có khớp với hai con ốc này. Đó, và cái thế ben nó sẽ cũng rất là sát. Thì người ta chuyển ra. Mấy cái này là cũng hàng limited. Cây phục này là cây phục zin nha mọi người. Cây phục này là cây Onlyn TTX. Cây này là zin theo xe luôn. Đó. Đồ zin là đã là những cái đồ chơi đẳng cấp rồi, nhưng mà chủ xe vẫn muốn độ thêm. Ví dụ như là ở đây mình có một cây bô. Cây này có tên là cây bô V5. Cây V5 mà cây này là đã được bắn laser tên của chủ xe lên đây. Đó, cá nhân hóa. Những cái món đồ đó đặc biệt ha. Rồi ở đây mình thấy một cái logo Superjet nè, rất là nổi bật ha, lấp lánh luôn. Superchanger. Rồi, phía bên đây thì có một cái ống nước titan cũng được bắn laser tên của chủ xe luôn. Rồi, lên trên thì mình sẽ đến tiếp tục một cái tay Rambo Rossi. Cái này là Rossi nha mọi người. Cái này thì mình được biết thì giá là khoảng 50 mấy củ á cho cái tay này thôi. Rồi, tiếp đến là cặp cánh gió nè. Cặp cánh gió này thì theo chủ xe cho biết á, nó là hàng carbon được nhập từ Canada. Cái này là hàng của chính hãng nha mọi người. Có nghĩa là của một cái thương hiệu nó làm ra, chứ không phải là cái hàng mà kiểu như là gia công cá nhân. Những cái món carbon trên đây là cũng đều xuất xứ chung từ cái hãng này. Cái hãng này thì nó có tên là, để mình coi coi, bên đây nó có để logo Moto Composite. Đây là tên của cái hãng này nè mọi người. Thì carbon em biết rồi, nó có Imburger nè, rồi nó có Arwood nè. Và cái hãng này thì mình cũng thấy nó khá là lạ. Còn phía bên dưới này thì anh em gái nằm để Rambo. Để này là trang bị zin theo xe nha, zin theo xe là để Rambo. Phục này thì một độ rồi nha mọi người. Lý do độ là tại vì phải độ con heo này ha. Con heo này thì chân nó là 108 heo ray, cho nên phải xử lý chân phục lại. Thì chủ xe người ta quyết định là người ta độ luôn cây phục này, có cái chân CNC size 108 hợp với lại con heo luôn. Đó, bull and lay không chế. Cái này là cái hốc tản nhiệt. Cái này thì theo nguyên lý của anh em chơi xe là nói là khi mình chạy nhanh đó, gió hút vào đây nè, sau đó nó ra đây, nó làm mát cái đĩa ha. Và một phần nữa là những cái bụi của má phanh này nó rơi ra đó, nó sẽ bị thổi về phía sau hết. Rồi tiếp tục, bên đây thì mình thấy ít đồ chơi quá mọi người. Hình như là bên đây là có cánh gió nè, cánh gió phía dưới này cũng là độ luôn ha. Rồi chống đổ nè. Rồi Whip ship này hình như là zin theo xe, zin nhưng mà vẫn làm cái dạng CNC chứ không phải là nhôm đúc như là mấy cái loại mà Whip ship
mình độ mình mấy loại của 650 hay là của những con R15 thì làm bằng nhôm đúc, còn cái này là nó CNC luôn, rất là đẹp. CNC anodized. Đuôi sau là đuôi solo carbon nè. Cái này làm lại carbon rồi. Rất là đẹp luôn. Đèn hậu zin. Rồi bây giờ mình sẽ nói về cảm nhận đi. À, heo sai con heo Rambo luôn. À, bây giờ mình sẽ quay cái chỗ này cho anh em coi ha, cái khu vực mà gọi là đánh vào mắt của người lái nè. Đây. Chỗ này thì dán keo lại che tốc độ nha mọi người. Đây tắt khi tắt. Khi mà mình đây nó có cảm biến lực phanh luôn ha, giống như R1 kia đó nè, mình bóp phanh là nó sẽ lên. Odo nè mọi người chỉ có hai chưa tới 2.000 cây, 1.800 thôi. Khi mình tắt thì nó sẽ có một cái màn hình chào luôn, rất là xịn sò ha, đời mới thì mới có cái này nha. Đó. Trợ lực trung tâm nè, cái này thì zin, trợ lực Kukawa OLED. Rồi, bây giờ mình sẽ test tiếng vô cho mọi người nghe. Con này thì super chạy, khi mà lên tua cao á, nó sẽ hút một cái lượng gió vào trong đây tạo ra một cái tiếng hú rất là đặc trưng, nhưng mà chỉ khi chạy mới nghe được, còn khi mà không tải á, thì nó nghe thì cũng như những con i4 thôi, nhưng mà nó khủng khiếp hơn. Rồi thì video này cũng kết thúc tại đây ha. Mình cũng xin cảm ơn Khánh Trường Motorcycle đã cho mình mượn con xe này để quay review cho mọi người cùng xem. Thì mình cũng tiết lộ một bí mật tí nữa là hiện giờ trên thị trường á, con H2 này rất là hiếm nha mọi người. Tại vì xe mới hiện giờ á, ở Việt Nam nó chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Hình như là theo thông tin mới nhất mình biết thì chỉ có một con duy nhất là con xe trong thùng tại showroom Max Moto. Còn ở ngoài thị trường thì gần như là không tìm được để mà sở hữu. Cho nên những con xe này có thể nói là những con xe mà đáng để sưu tầm, những con xe mà độc nhất vô nhị luôn. Rồi, thì cảm ơn em đã xem video ha. Hay là để mình một like và nhớ đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất của mình. Cùng xem những con xe mới nhất, đẳng cấp nhất, đẹp nhất tại kênh tư vấn đồ xe. Ok, bye bye anh em.